Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp, tiếp theo chuỗi bài báo cáo về các cái tiến bộ trong điều trị ung thư phổi, các bài tổng quan cũng như là cái tổng quan về sinh học phân tử như tiến sĩ Lê Hoàng đã báo cáo và tiếp bước và tiến bộ về điều trị miễn dịch, thì phần trình bày của tôi xin chú trọng vô các ứng dụng của điều trị đích trong cái ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa và di căn. Thì như hồi nãy chúng ta nhiều báo cáo viên đã nói rồi, thì ung thư phổi là ung thư đứng hàng thứ nhất thứ nhì trong cả hai giới, từ tỷ lệ mới mắc cũng như tỷ lệ tử vong ở Việt Nam. Thì hiện tại ung thư gan nguyên phát và vẫn là đứng hàng đầu số 1, và với cái sự tiến phổ cập về chủng ngừa viêm gan B, và dự đoán trong tương lai thì sau 5 10 năm 15 năm nữa thì khả năng mà xuất độ của ung thư gan nguyên phát có thể sẽ giảm, và ung thư phổi được dự đoán sẽ xóa ngôi ung thư gan nguyên phát, cho thành ung thư hàng đầu ở Việt Nam. Bức tranh cũng tương tự như là ung thư cổ tử cung sau khi đã tiến hành tầm soát rộng rãi ở phụ nữ. Chúng ta biết thì ung thư phổi ngày xưa chúng ta gom ung thư phổi thành một thực thể chung, rất nhiều bệnh, nhưng thật sự nó bản chất không không có một khái niệm mà một ung thư phổi cho tất cả các bệnh nhân, mà chúng ta có ung thư phổi không tế bào nhỏ, tế bào nhỏ, và dần dần sự tiến bộ về mô học và sinh phân tử thì chúng ta phân tầng nhiều hơn về dân số bệnh nhân ung thư phổi. Chúng thấy ung thư phổi không tế bào nhỏ thì trong đó các cái loại mô học nó sẽ khác nhau, ví dụ mô tuyến, gai và các loại mô học khác, ví dụ tế bào không tế bào nhỏ mà thuộc tế bào lớn. Và cái cấu hình về sinh học phân tử như cái đột biến gen của mỗi cái tiếp mô học này cũng sẽ có sự khác biệt. Thì như hồi nãy tiến sĩ Lê Hoàng cũng đã trình bày bức tranh tổng quát về các cái con đường tín hiệu nội bào và sự bất bất thường của nó thì sẽ dẫn tới cái cơ chế sinh ung. Thì một loạt các cái đứt phân tử đã được phát hiện và người ta đã thiết kế các cái thuốc để mà khắc chế, ức chế cạnh tranh cũng như là khống chế cái con đường tín hiệu đó. Thì một loạt những cái con đường ví dụ như EGFR, ALK hay là ROS1 hay là đột biến BRAF hoặc là khuếch đại MET vân vân, thì hiện tại hầu như là 95% các đột biến ở bệnh nhân ung thư phổi đó là đột biến EGFR. ALK chiếm khoảng từ 3 tới 5% và các đột biến còn lại khá tương đối hiếm. Thì một loạt các thuốc đã được thiết kế để mà điều trị các subtype bệnh nhân như vậy. Thì chúng ta biết thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì là một thụ thể xuyên màng, có phần ngoại ngoại màng, có phần xuyên màng và phần nội bào. Thì chính cái phần nội bào này gắn các cái gốc phosphorin, và gần đó nó sẽ khi mà có cái yếu tố kết hợp từ ngoại bào thì nó sẽ xảy ra quá trình phosphorin hóa, hay chúng ta gọi là cái kinase. Thì chính cái phosphorin hóa này sẽ tạo ra cái dòng thác tín hiệu nội bào dẫn tới sự tín hiệu tăng sinh tế bào. Thì cái domain mà nội bào này nó gồm có 4 exon quan trọng, đó là exon 18, 19, 20, 21. Và trên lâm sàng chúng ta thường giải mã đột biến gen, chúng ta giải mã những cái nhóm exon này. Thì trong nghiên cứu Pioneer trên dân số châu Á đa quốc gia thì cho thấy rằng ở Việt Nam chúng ta tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có đột biến gen EGFR cũng khá là cao. Tùy nghiên cứu nhưng mà dao động trong khoảng từ 40 tới 60%, Việt Nam chúng ta có 64% cũng khá là cao. Thì khi chúng ta lâm sàng chúng ta đối diện bệnh nhân đột biến EGFR thì không phải bệnh nhân nào cũng là đột biến nhảy thuốc, có những đột biến kháng thuốc. Thì như hồi nãy tiến sĩ Lê Hoàng đã trình bày, thì các đột biến nhảy thuốc thường gặp đó là đột biến mất đoạn về exon 19 hoặc là đột biến điểm thay thế lysine bằng arginine ở codon 858 vân vân, và các đột biến kháng thuốc ví dụ như T790M hoặc là các C797X vân vân. Thì một loạt các cái thuốc TKI, EGFR TKI để mà khắc chế vô cạnh tranh vô ATP gắn vô cái domain nội bào của thụ thể EGFR đã được bào chế và đã chứng minh có hiệu quả. Thì chúng ta thấy chứng kiến qua nhiều thế hệ, như thế hệ một các thuốc như cefitinib, erlotinib là các thuốc gắn kết về thụ thể EGFR thuận nghịch, hoặc thế hệ 2 hoặc thế hệ 3 là afatinib và osimertinib gắn kết không thuận nghịch. Thì chúng ta sẽ nhìn lại cái lịch sử phát triển của các thuốc này và cũng như hiệu quả. Thì nhìn lại lịch sử chúng thấy ở Việt Nam và cũng như châu Âu chúng ta cũng có nhiều thuốc theo tiến trình thời gian. Thì năm 2013 các thuốc thế hệ 1 là erlotinib, cefitinib đã được phê duyệt để điều trị. Cái đó là 2018 thì afatinib được phê duyệt ở bước 1, osimertinib chỉ là bước 2, và gần đây với chứng minh về hiệu quả sống còn vượt trội thì osimertinib cũng đã được approve để mà điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến xa di căn ở bước 1. Thì đây là bức tranh tổng quan cho chúng ta thấy rằng một loạt cái nghiên cứu của
các thuốc thế hệ 1, thế hệ 2 đã cho thấy về cải thiện và sống còn không bệnh tiến triển. Chúng ta thấy rằng hầu như là so với hóa trị thì các cái thuốc thế hệ 1, thế hệ 2 cũng đã đem lại cái cải thiện và sống còn không bệnh tiến triển và dao động chung quanh khoảng chừng 12 tháng so với hóa trị, và hầu như không không có đem lại cái cải thiện về sống còn toàn bộ. Tuy nhiên sau khi bệnh nhân điều trị một thời gian thì trước sau gì bệnh cũng sẽ tiến triển và dẫn đến sự kháng thuốc. Thì cái cơ chế nào để dẫn đến sự đề kháng cái thuốc TKI này, thì một loạt những cái cơ chế sinh học phân tử cũng đã được khám phá ra, ví dụ như khuếch đại MET hoặc là chuyển dạng tế bào nhỏ. Với nhưng mà đa phần là xuất hiện đột biến thứ phát, đó là đột biến T790M ở những bệnh nhân sau khi đã điều trị với TKI thế hệ 1, thế hệ 2. Thì đây là đột biến, T790M là đột biến kháng thuốc. Thế chúng ta thường gọi là T790M là đột biến kháng thuốc. Thế là tại sao là kháng thuốc? Định nghĩa thế nào là kháng thuốc? Thật sự các TKI đều có hiệu quả trên T790M. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại các thuốc TKI thế hệ thứ nhất và thứ hai, chúng ta nhìn cái cột màu xám là cái cột mà thuốc, nồng độ của thuốc trên cái EGFR thể hoang dã là wild type, thì đó là đại diện cho độc tính. Còn cột màu xanh là và đại diện cho hiệu quả, trong khi cột màu vàng là đại diện cho nồng độ của thuốc trên T790M. Đây là nồng độ ức chế 50%, nghĩa là khả năng nồng độ thuốc ức chế 50% dân số tế bào u có cái đột biến tương ứng. Thì chúng ta thấy các TKI thế hệ thứ nhất và thứ hai, để đạt được ức chế như vậy thì nồng độ của thuốc phải rất là cao, vượt qua cái ngưỡng độc tính, do đó cửa sổ điều trị là cửa sổ âm. Do đó chúng ta định nghĩa về là kháng thuốc. Trong khi các TKI thế hệ thứ ba, ví dụ như osimertinib hoặc là ruxolitinib thì cửa sổ điều trị khá là rộng, là ở nồng độ gần như nồng độ bình thường thôi là đã có thể khả năng ức chế được các cái dân tế bào mà có đột biến T790M. Thì sau khi những bệnh nhân mà điều trị TKI thế hệ thứ nhất, thứ hai, thì sau khi bệnh tiến triển và có xuất hiện đột biến thứ phát T790M thì dĩ nhiên là cái thuốc thế hệ 1, 2 sẽ không có hiệu quả trên cái dân số này. Thì người ta mới nghiên cứu một cái loại thuốc thế hệ thứ ba, đó là osimertinib. Thì so sánh giữa việc mà sử dụng osimertinib với hóa trị bộ đôi cấp platinum thì đã cho thấy cái hiệu quả của TKI thế hệ thứ ba này cho việc cải thiện và sống còn không bệnh tiến triển so với thuốc hóa trị. Và tiếp theo sự thành công đó, người ta tự hỏi rằng liệu rằng cái thuốc TKI thế hệ thứ ba này có khả năng cải thiện, có hiệu quả trên các đột biến thường gặp hay không, dù đột biến thường gặp là đột biến mất đoạn exon 19 hoặc là đột biến điểm L858R. Và từ đó người ta tiến hành nghiên cứu pha 3, người ta đẩy vai trò của osimertinib lên bước 1, điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa di căn chưa hề được điều trị trước đó. Nhưng bệnh nhân này có cái đột biến thường gặp là như đã nói, thì so sánh đối đầu giữa osimertinib và cái thuốc thế hệ 1 là gefitinib và erlotinib, thì một lần nữa chúng ta thấy rằng cái thuốc thế hệ thứ 3 đã cho thấy ưu thế vượt trội trong việc cải thiện sống còn không bệnh tiến triển. Nó đem lại trung vị khoảng 19 tháng so với 10 tháng. Và hiệu quả này được duy trì ở tất cả các phân nhóm bệnh nhân, kể cả bệnh nhân nhóm di căn não. Và đặc biệt trên cái nhóm bệnh nhân mà khi chúng ta chú trọng với tổn thương đít ở não thì osimertinib đã cải thiện về, đã làm giảm cái nguy cơ tiến triển ở di căn não là 52%. Và đây là nghiên cứu đầu tiên mà tính trên dân số chung đã cho thấy cải thiện về sống còn toàn bộ so với cách TKI thế hệ thứ nhất. Và osimertinib đã đem lại trung vị sống còn toàn bộ là 38 tháng so với 31 tháng. Và hiệu quả, độ an toàn, độ dung nạp cũng gần như là của thế hệ thứ ba cũng gần như là tương đương so với thế hệ thứ nhất. Chúng ta nhìn lại kết cục, chúng ta thấy rằng xuất hiện của osimertinib đã đem lại cái PFS vượt trội là 18,9 tháng so với mặt bằng chung khoảng 6 tháng của hóa trị hoặc là 12 tháng của các cái thuốc thế hệ 1, thế hệ 2. Thì trước cái tình cảnh đó thì người ta đặt vấn đề là liệu rằng cái TKI thứ nhất có thể bằng cách nào đó phối hợp với các thuốc khác để có thể đạt được cái tiêu chuẩn mà đã được set up bởi osimertinib là trung vị khoảng 19 tháng hay không. Thì có hai nghiên cứu nền tảng là nghiên cứu NIAN-J026 và nghiên cứu Artemis cũng được tiến hành ở bệnh nhân châu Á, đặc biệt Trung Quốc. Thì so sánh hai nghiên cứu này thiết kế tương đối giống nhau, là so sánh một nhánh là erlotinib và một nhánh erlotinib phối hợp với bevacizumab. Thì hai nghiên cứu này là nghiên cứu dương tính, đã cho thấy rằng việc phối hợp bộ đôi thuốc thế hệ 1 và bevacizumab đã đẩy cái PFS từ 12 tháng lên tới khoảng 18 tháng, gần như là tương đương với các thuốc thế hệ thứ ba. Tuy nhiên
chúng ta thấy rằng khoảng 18 tháng sớm, 18 với 9 tháng. Nhưng chúng ta thấy rằng độc tính thì dĩ nhiên phối hợp hai thuốc sẽ có cái độc tính sẽ cao hơn so với một thuốc. Đặc thù là độc tính của cái bevacizumab. Chúng ta thấy rằng đơn trong nghiên cứu Artemis, nghiên cứu Cheol, nghiên cứu Seton thì chúng thấy protein này tăng huyết áp tăng tỷ lệ khá cao, đặc biệt độc tính độ 3 có thể lên tới 18%. Thì trên thực hành lâm sàng thì chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Trước cho bệnh nhân đột biến nhảy thuốc thì chúng ta khởi đầu điều trị với TKI thế hệ thứ ba, hay là chúng ta bắt đầu trình tự theo chuỗi truyền thống điều trị thế hệ 1, và sau đó nếu mà bệnh tiến triển thì chúng ta chuyển qua điều trị thế hệ thứ ba nếu bệnh nhân có tổn thương 70 m, còn nếu không có thì chúng ta chuyển qua hóa trị, vân vân. Thì chúng ta nhìn thấy là con số này chỉ là ước lượng tượng trưng, chúng ta thấy được cái mức độ gần như là bán định lượng, bởi vì dân số nghiên cứu của từng nghiên cứu khác nhau. Thì chúng ta thấy cách trình tự phối hợp thế hệ 1 so với thế hệ 3, hoặc thế hệ 2 với thế hệ 3, hoặc là phối hợp bộ đôi thế hệ 1 với bevacizumab sau đó chuyển qua thế hệ 3, hoặc là phối hợp hoặc là sử dụng thế hệ 3 ngay từ đầu. Chúng ta thấy rằng con số PFS cũng dao động chung quanh khoảng 19 tháng cho tới 24 tháng. Tuy nhiên, đó là truyền thống. Trước kia chúng ta thấy rằng chúng ta sử dụng thế hệ 1 và sau đó nếu mà xuất hiện đột biến thứ phát kháng thuốc chúng ta chuyển qua thế hệ thứ 3. Nhưng mà một thực tế rằng 10 bệnh nhân có thế hệ có điều trị với thế hệ 1 thì tới chung cuộc cuối cùng cũng khoảng chỉ còn có 3 bệnh nhân có thể sử dụng được osimertinib mà thôi. Như đó hiện nay với cái khuynh hướng với sống còn cải thiện rõ rệt như vậy thì đa phần người ta đã khuyến cáo bệnh nhân sử dụng osimertinib ngay từ đầu để có thể yên tâm đạt được một cái sống còn không bị tiến triển khoảng 19 tháng. Và khuyến cáo hiện nay của thế giới cũng là như vậy, và người ta là ưu thế lựa chọn prefer là osimertinib ban đầu. Và nếu mà không có điều kiện hoặc trong trường hợp bất khả kháng chúng ta có thể sử dụng cái TKI thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai, hoặc trong một số trường hợp mà như hồi nãy đã nói là việc phối hợp bộ đôi TKI thế hệ thứ nhất và bevacizumab cũng đã có thể đem lại cải thiện và sống còn không mà tiến triển. Tuy nhiên chúng ta cân nhắc trong những tình huống mà phù hợp, và khuyến cáo của Bộ Y tế cũng đã cũng phù hợp với cái khuyến cáo hết giờ của thế giới. Xin mời bác sĩ vào và tổng kết thì chúng ta thấy rằng việc chúng ta sử dụng các cái thuốc nhắm trúng đích trong phù hợp để cá thể hóa điều trị trong ung thư phổi đã đem lại cải thiện và sống còn cho bệnh nhân, cùng với cái liệu pháp miễn dịch và các những tiến bộ khác thì chúng ta đã cùng nhau đã cải thiện là tiên lượng sống còn của bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn thứ sau và di căn. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp.